Thì con người, ngay cả người xuất gia của chúng ta, cái tâm hướng ngoại nó nhiều, cho nên lần lần á, cái chánh pháp á, Đức Phật gọi là diệu pháp bị hỗn loạn. Cái danh từ chuyên môn ở trong kinh Tạng Pali á, là diệu pháp bị hỗn loạn. Cho nên cái pháp hành mà để mà thực tập, để mà thành tựu cái thánh đạo thánh quả đó bây giờ á, là một cái điều mà người ta nghe người ta rất làm lạ. Cho nên cái giá trị của chánh pháp á, là chỉ có những cái người mà thật tâm muốn cầu giác ngộ giải thoát, chấm dứt luân hồi, mới biết hết được cái giá trị của nó. Bây giờ mời mấy huynh đệ phát biểu. Dạ A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy cùng đại chúng. Trong năm cái pháp hành á, con sắc thọ thì dễ nhận diện, nhưng tưởng thì con hình như con thực hành năm cái pháp bỏ đó thì tưởng con nhận diện không có ra, có nghĩa là con không có hiểu như thế nào là tưởng. Tưởng là những cái hình bóng thô tế trong nội tâm mình. Khi mình nhắm mắt lại, lúc mình ngồi thiền á, mình thấy mình nhớ về cha mình có cái hình bóng cha mình hiện ra. Mình nhớ về mẹ mình có cái hình bóng của mẹ mình hiện ra. Dễ lắm. Mình nhớ cái người bạn hồi xưa mình chưa đi xuất gia đó, bạn học á, mình nhớ cái hình bóng đó nó hiện ra, cái đó là tưởng á. Là hình bóng thô tế hiện ra ở trong nội tâm của mình, đó là tưởng. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin hỏi là, nhưng mà thí dụ như lúc mà ngồi á, nhận diện lúc mà con thở giống như thầy hướng dẫn á, thì con nhận diện là khi con ngồi thì con biết là thân tướng con ngồi, và cảm thọ thì cảm thấy lạc thọ, nhưng mà con không thể tự nghĩ được cái tưởng trong cái trường hợp mà con ngồi, sắc thọ hành thức, thức là con nhận diện được là con đang ngồi, con đang thở, con đang nghe lời, con đang bắt phone nghe thầy giảng, nghe thầy dạy để con ngồi, mà cái tưởng trong cái trường hợp đó con không nhận diện được, thưa thầy. Bây giờ đó là thọ là gì? Là cảm giác, cảm thọ. Tưởng là gì? Là những cái hình bóng ở trong nội tâm của mình. Hình bóng hoặc là thô hoặc là tế, nó đơn giản là những hình bóng. Hôm trước ví dụ rõ ràng cái trái sầu riêng với cái chùm me mà cười khạc 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 gì đó, mà về bây giờ hỏi tưởng gì là không biết. Đó là hình bóng trong nội tâm của mình. Hành là gì? Là những lời nói thầm suy nghĩ ở trong nội tâm. Những lời nói thầm ở trong tâm, những cái suy nghĩ, đó là hành. Còn thức là gì? Thức là cái nó rõ biết được cái cảm giác nè, cái tưởng nè, và những cái suy nghĩ đó, là cái thức nó rõ biết được vậy đó. Mà cái tưởng á, là không phải lúc nào nó cũng có. Phải nhớ cái chỗ này, không phải lúc nào nó cũng có. Cái lúc mình nhìn lại mà không biết là lúc này không có tưởng, thì lúc đó là không có tưởng. Chứ mình tìm cái tưởng gì đó, không có là lấy gì tìm. Nhớ cho rõ đó. Mà lúc nào nó có cái hình bóng thì mình biết lúc đó là có. Lúc nào nó không có thì mình biết lúc đó nó không có tưởng. Phải không? Lúc đó là không có tưởng. Hoặc là cái tưởng nó vi tế lắm, mà không có cái sức mà cái tâm mình nó yên định sau mình không thấy hết được. Kính thưa thầy cùng toàn thể đại chúng, qua cái bài học của thầy á, thì con về thì con hay ngồi thiền. Con ngồi thiền thì trước tiên là cảm giác toàn thân, thì con hít hơi thở vô, con biết hơi thở từ mũi đến lòng ngực, hơi rúng xuống hết toàn thân, và từ toàn thân thì thở ra, thì con thấy rõ là cái sắc là cái thân tướng của con đang ngồi. Rồi thọ thì con thấy lúc đó là con chỉ theo dõi
cái hơi thở và cái cảm giác của toàn thân mình. Nhưng đến một, con cứ theo dõi hơi thở, đến cỡ 15 phút sau, 20 phút sau á Thầy, thì tự nhiên con thấy cái thân con sao mà nó lớn quá, lớn rồi lớn, con ủa sao kỳ quá. Rồi lúc đó Thầy con thấy là ý hành của con nó sợ là sao cái thân mình lớn. Xong con lúc đó con sợ ba con không dám theo dõi nữa, mà lúc đó con xả và con thực tập cỡ 2-3 ngày, thì con 2-3 ngày liền thì đều bị cái nó đều rơi một cái tình trạng đó Thầy. Nó thì lúc đó thì cái thức của con thì thấy rõ biết rõ, nhưng mà sao con cũng cái tưởng cái đó là có cái tưởng của con á Thầy. Đúng rồi, nhắm mắt hay là mở mắt? Dạ thưa Thầy, nhắm mắt. Đúng rồi, đã nói rồi là tuyệt đối không nhắm mắt. Nhắm mắt là nó sẽ rơi vào tưởng. Tuyệt đối không nhắm mắt. Nhắm mắt thứ nhất là lúc đó là mình sẽ không có sáng tỏ, mình không có rõ các cái pháp ở bên trong như bên ngoài. Thứ hai nữa, mình nhắm mắt á là nó sẽ vào cái trạng thái lờ mờ. Hôm trước mình Thành đã giải thích cái này rất rõ rồi. Rồi mình nhắm mắt á thì nó vô cái trạng thái gì, si mê vô minh, và nó vô cái trạng thái của tưởng. Cho nên lúc nó mở mắt rồi thì nó hết rồi. Mở mắt sáng tỏ rồi thì nó hết. Mình Thành nhớ rằng ba cái pháp á, mà mình Thành hướng dẫn ra ít nhất cũng 3 lần rồi. Mỗi lần lên lớp đều là hướng dẫn hết. Thành phải nhớ cho kỹ. Nhớ cho kỹ. Bà Thượng Tọa, còn đại chúng là theo như Thượng Tọa hướng dẫn là phương pháp thiền quán sát năm uẩn á, thì con về cũng thỉnh thoảng có tập thôi, không có xuyên suốt. Nhưng mà có một cái trường hợp như thế này nè, con ngồi con cũng quán sát theo tiến trình mà Thượng Tọa đã dạy trên lớp, thì tự nhiên có một luồng điện ở trên đầu con chạy dọc xuống vậy đó, rồi sau đó là nước mắt con nó ứa ra. Anh toàn thân con đều biết rõ biết cảm giác đó. Sau đó là thỉnh thoảng mà ví dụ con có cảm giác như ai có mà tư tưởng bất thiện như con á, thì con đều có cảm giác rùng mình ớn lạnh, con không biết tại sao. Cứ xin Thượng Tọa từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con phá các cảm giác đó. A Di Đà Phật. Ngồi thiền cái tự nhiên nghe giống như có cái luồng điện nó chạy vô người. Cái này đó là mình phải để ý nhiều cái trường hợp lắm. Có khi á là cái cơ thể của mình. Có khi á là do cái tưởng. Mình phải sáng tỏ để mình nhìn nhận, chứ không phải rằng là mình quyết định cái đó là như vậy là không phải nha. Mình phải thật là bình tĩnh, sáng suốt để coi cái cảm giác đó là cái cảm giác gì. Phải nhớ kỹ, chứ đừng có nghĩ mình phỏng đoán nó vậy, mình tưởng nó vậy, cái mình nói là như vậy, không phải. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là thật sự nó có thiệt. Mình đưa ra mấy trường hợp thật sự nó có thiệt. Thì nó có thiệt thì bình thường đâu có gì đâu. Tức là nó cái kinh mạch của mình nó khai thông, thì mình biết cái cảm giác đó thôi, mà không có dính mắc vô cái cảm giác đó. Mình không nghĩ rằng ồ cái này bữa nay mình được cái gì rồi đó nha, bữa nay mình ngon lành rồi đó nha, bữa nay mình được đắc cái gì đó ha. Thì cái đó là nó, lúc đó tâm mình nó động. Tâm mình nó động rồi đó, cái sự mà tham ái dính mắt và bám víu vô cái chấp ngã nó phát sanh, thì cái chỗ đó nó thành ra cái sai. Nó sai. Còn nếu như nó có những cái trạng thái, mình ngồi thiền nó sẽ có rất nhiều trạng thái, rất nhiều trạng thái. Mà cái quan trọng là gì? Lúc đó mình phải biết rõ đây là thọ, đây là cảm giác. Nhận rõ nó, mắt mình mở ra thiệt là rõ, thật là minh mẫn, thật là tỉnh táo, thật là sáng suốt, thì không có vấn đề. Nó diễn ra mình biết rõ vậy thôi. Mà đừng có chạy theo, đừng có mà bám chấp vào đó. Mà đừng có nghĩ rằng cái này là một cái gì đó mà mình được cái gì đó hay lắm. Thì lúc đó là nó tự tự nó tan à. A Di Đà Phật, cùng kính bạch Thầy, cùng toàn thể đại chúng. Con xin nói về năm uẩn của Thầy đã dạy. Con cảm nhận được là
Từ vì là cách đây 3-4 bữa là thực sự mà nói là ngồi thiền thì con không phải là cố ý ngồi thiền, nhưng mà con ngủ cũng được. Có cái phong mạch đáy á, nó nổi lên, nó ngứa hai bàn lòng tay, lòng chân á. Con không biết sao cả, con cái đó con cảm giác là hai bàn tay, lòng chân con nó nổi đỏ lên vậy. Thì cái đó là con cảm thọ là cái sắc, sắc của con là hai cái bàn tay, bàn chân người đỏ rồi, rồi bắt đầu người thì phừng phực nóng vậy. Khi đó là con cảm giác là lạc khổ. Thì con thấy ông sức dầu xong thì con nhảy lên con ngồi thiền. Sao cảm giác lạc khổ? Tại vì nó ngứa ngáy, nó khó chịu người á. Khổ thọ. Khổ thọ. Cảm giác khổ, khó chịu. Cảm giác khổ. Xong thì con ngồi lên con ngồi thiền. Con ngồi thiền á thì con hít sâu vào. Hít sâu vào thì con thở ra thì giống như mình đưa cái năng lực cái lên giống như cơ điện nhân của mình đó ra khỏi bàn tay và bằng chân của mình, có thử cảm giác của mình như thế nào. Thì hít sâu vô rồi thở ra, đưa cái hơi thở qua bàn tay về bàn chân thì cảm thấy nó nóng phừng phực vậy. Sau một thời cỡ 15 phút sau á là con thấy con chịu không nổi rồi, là con nhảy xuống con uống thuốc. Con thấy là đó là cái mình không thể chịu nổi, là trong cái khổ thọ của mình chịu không nổi rồi, mình cái cảm giác của cái bản thân mình chịu không nổi thì con uống thuốc vô. Xong con nhảy lên con nằm cỡ 15 phút thì nó dịu lại. Thì con khi con uống thuốc á là con cảm giác là cái tưởng của mình, mà khi đó mình cảm giác trời ơi sao mà mấy ông xì ke thuốc phiện, tại sao họ giết cha giết mẹ và lấy tiền lấy của để bằng mọi cách để mà họ lấy tiền để chích thuốc cho bằng được. Thì con cảm giác khi đó là con tưởng tượng của con, là con thấy cái tưởng rồi con nói đi trời ơi sao mà cái sắc của mình á, khi mình nóng lên phừng phực và cái nó đỏ vậy á, thì nó cảm giác là rất là mệt mỏi. Con nói là về tưởng và cảm thọ, về tưởng với sắc, con thấy cái thân này rất là vô thường. Cho nên con khi mà bài học của thầy xong rồi thì con về con cũng ngồi thiền và cảm giác của con là như vậy á. Con xin thế đó. A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng. Thầy cho con xin hỏi là con cũng về thực hành năm ẩn khi thầy dạy, và cái sắc ẩn mà thầy dạy là hàng ngày mình quán về vô thường và con coi rất là nhiều, nhưng mà con quán chưa có được, con không thấy ghê gớm giống như thầy quán rất là thành tựu, là thầy có thể là nghe mùi hôi và có thể là ói luôn, mà riêng con làm chưa được. Bạch thầy, xin thầy chỉ cho con. Và cái thứ hai là con xin hỏi thầy là khi mình quán về hơi thở, có phải là mình để một cái hơi thở tự nhiên hay là mình phải điều khiển hơi thở ạ? A Di Đà Phật. Khi mà mình niệm hơi thở đó, quán niệm về hơi thở đó thì hơi thở tự nhiên thôi, chứ không có kéo dài, cũng không có rút ngắn. Mình chỉ nhận biết cái hơi thở thôi. Hơi thở vào thì biết là hơi thở vào, cho nên 16 hơi thở đó. Hơi thở vào thì mình biết là hơi thở vào, hơi thở ra thì biết hơi thở ra. Hơi thở vào dài thì mình biết là hơi thở vào dài, hơi thở ra dài thì biết hơi thở ra dài. Và sau đó hơi thở vào ngắn thì biết là hơi thở vào ngắn, ra ngắn thì mình biết là hơi thở ra ngắn. Tại vì cái hơi thở lúc đầu mình hít đó, nó sẽ dài, rồi hồi từ từ nó ngắn lại. Thì cái đó là nó làm sao mình nhận biết nó vậy thì gọi là tuệ tri. Tuệ tri là nó như thế nào thì mình biết đúng như thế ấy, cái đó gọi là tuệ tri. Không có điều khiển hơi thở, không có mà kéo dài hay là rút ngắn gì hết đó. Chỉ nhận biết rõ ràng. Đó là nói về cái hơi thở. Rồi bây giờ cái thứ hai đó là nói về cái quán về sắc quẩn đó. Thì cái này đó là cái nhân duyên của mỗi người. Tức là trong quá khứ mình đã từng tu tập cái pháp đó rồi, cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục tu tập.
Và mình Đức Phật dạy ở trong kinh là nếu như mà mình tu tập mà mình chưa thấy thành công gì hết thì mình phải là phấn đấu nữa, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, kiên trì, gắn sức để mình thực tập. Chứ không phải mình thấy khó và thôi để bên, không phải. Nỗ lực lên, thực tập thì nó sẽ thành công. Thì cái bài đó là hôm trước mình thành đã nói rồi, bây giờ có đem lên mạng rồi đó. Và cái chủ đề là tầm quan trọng của quán bất tịnh. Thì đó là mình phải nghe tới, nghe lui ít nhất cũng 10 lần hoặc là 30 lần. Mình mở lên rồi mình ngồi đó, mình nhắm mắt lại, rồi mình quán theo cái lời nói đó. Hoặc là mình mở lên ở trên cái laptop, hay là ở trên cái vi tính bàn đó, hay là mình kiếm hình, thì mình lấy hình cái bộ xương, hay là cái hình bị tai nạn giao thông, xe đụng nó thịt bầy nhầy một đống á, hay là mình lấy cái hình mà mấy cái con mà diều hâu kênh kênh, những con quạ rồi nó rỉa cái xác chết á, cái bộ xương đó, mà lấy cái hình đó, cái hình đó Minh Thành là lúc đầu phải lấy mấy cái hình đó đó, lấy mấy hình đó, rồi có một cái đoạn clip 7 phút rất là hay, Minh Thành đã đem lên cái trang Linh Quy Pháp Ấn.vn rồi đó, là quán tưởng bất tịnh cùng lời dạy tứ niệm xứ của Đức Phật. Cái clip đó Minh Thành coi là hơn 200 lần. Cho nên các huynh đệ thấy rằng là không có một cái gì mà nó đơn giản cho mình dễ dàng để mà mình tiến bộ đâu. Làm gì mà có một cái đơn giản, dễ dàng để mình tu, mình thành tựu thánh đạo, thánh quả, thánh trí. Không có. Mình phải nỗ lực lắm, quyết tâm lắm. Thì các huynh đệ về mở ra coi cái clip đó, cái đoạn phim đó, có 7 phút của Thái Lan làm rất là hay. Quán tưởng bất tịnh cùng lời dạy tứ niệm xứ của Đức Phật. Minh Thành có đem lên cái trang web đó. Thì lúc đó là nó sẽ cho mình thấy hình một người cô gái, hình một cô gái đẹp, kẻ đẹp, rồi xong từ từ cái là rụng tóc hết. Rụng tóc hết, xong rồi cái da nó đổi lại hết. Cô này cô lấy cái đồ của chùi, cái môi son của cổ chùi, cái nó hiện ra, cái môi nó nhăn, cái da nó nhăn từ từ cái nó thành một cái bà già khoảng chừng 70-80 tuổi vậy đó. Rồi sau đó cái nó, sau đó thì là cái bà già 70-80 tuổi này bắt đầu nó lòi cái tròng con mắt ra, nó lòi cái nó chảy nước ra, máu chảy, mủ chảy xuống vậy, chảy xuống bắt đầu dòi, nó ăn cái trong mình, nó ăn hai cái lỗ tai, nó ăn đầy mặt hết, cái dòi nó ăn hết, xong rồi cái đầu nó hiện ra cái đầu sọ. Đầu sọ cái nó mòn từ từ, rồi cuối cùng nó nát ra bụi. Rồi nó có cái hình ảnh cái bộ xương, rồi con kênh kênh mấy con ăn thịt, ăn máu, ăn rỉa rồi ăn. Rồi cái từ từ cái nó mòn, 5 tháng mòn, cái nó sụm xuống, nó rớt cái đầu sọ xuống. Rớt đầu sọ cái nó khóc hô. Thế Tôn. Tại vì đọc cái bài kinh tứ niệm xứ đó hay lắm. Còn cái đó hay lắm, rúng động hết á, nổi da gà hết, chảy nước mắt ra. Cái đó là lúc đó Minh Thành ở trong thất là 3 giờ đêm á, Minh Thành mở cái clip đó lên, ngồi thiền mở ra coi. Kêu tới cái chỗ mà Thế Tôn, cái nước mắt nó chảy ra gì. Lâu lâu nó cũng hơi lạnh. Mà Minh Thành có đem nguyên cái bộ xương luôn. Nguyên cái bộ xương giả mà lễ Halloween ở bên Úc á. Tại mà đúng cái nhân viên lúc đó là Minh Thành mua là hồi năm rồi, là đi qua bên đó hoằng pháp sẵn rồi ra thấy mua mà để ngay cái lúc mình tu quán bất tịnh mà mới vừa thành công á, cái đợt một á, thì là bản tự nhiên gửi cái bộ xi ông về, nó cảm ứng đặc biệt gì đó chứ không có kêu, tự động á bản gửi về cái Minh Thành treo ngay giữa thất luôn, nó bằng một cái con người vậy đó, cái bộ xương nó bằng con người. Rồi lúc ngồi thiền là cứ nhìn lên bộ xương đó. Nhưng mà có một cái điều là cũng hơi vui, là tất cả bộ xương màu trắng hết, nhưng mà chỉ có cái chỗ này nè, cái chỗ cái tròng mắt này nó sơn màu đen, hai cái cục đen thùi lùi vậy nè,
nó sâu quắc vô. Bây giờ tưởng tượng đây là bộ xương đi, tưởng tượng đây là bộ xương đang ngồi để sâu quắc. Cái trời ở trên rừng á, ở trên đó thì cái mình xài cái năng lượng mặt trời không có điện, cái bóng đèn nó lờ mờ lắm, lờ mờ có khi nó cúp hết, nó không có điện. Bữa nào trời nắng thì nó mới có điện. Thì lúc đó cái tự nhiên cái tối mình ngồi họ sẽ tự nhiên sau này mình thấy giống như có con nghiêu giống vậy đó. Tại vì cái bóng đèn nó dội vô, cái màu đen thiệt là đen á, cái nó phản chiếu nó thành ra có con nghiêu cho nó trợn mình, cái tự nhiên thấy hơi hơi lạnh trời. Phải chiến đấu với cảm giác. Và mình phải tập. Tất cả đây là 300 bộ xương đang ngồi đây. Mình tập nhìn ai cũng thấy bộ xương hết á. Cái đó gọi là cốt tưởng á. Con có qua hai cái vấn đề là nhận diện năm quẩn. Đó là như buổi sáng á, con đi công phu xuống rồi á, con đi ra ngoài con tập thể dục thì con thấy như con thầy dạy là con nhận diện cái sắc quẩn thì con thấy nó đang đi, con rõ biết trước mặt là từng miếng gạch cái sắc đang đi. Rồi sau đó là con nhận được một cái mát mẻ dễ chịu của khí trời thì con biết đó là lạc thọ. Rồi khi con nhớ lại những lời thầy dạy về phải xuyên suốt là phải theo dõi để nhận diện năm quẩn thì những cái ý tưởng đó con gọi cái đó là tưởng quẩn. Rồi mà khi con thấy những cái đó rồi đó thì khi mà con thấy được những cái đó thì con không có thấy được cái sắc quẩn của con đang đi nữa. Rồi khi con nói cứ lo nghĩ về những cái đó không thấy được cái sắc quẩn thì phải trở về với cái sắc quẩn mình đang làm gì đi, thì cái đó gọi là hành quẩn. Con không biết những cái nhận diện của con như vậy là đúng hay không là điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai á, là buổi tối á, khi con ngồi mở mắt như thầy nói đó, một hồi nữa là con mắt con nó bị nước mắt nó chảy ra, có khi cũng mũi nó cũng chảy ra nữa, thì những lúc đó con có nên nhắm mắt lại không thưa thầy? Mặc dù lúc đó thì nó cũng có cảm giác là muốn nhắm mắt lại lắm tại nước mắt nó chảy ra đó thưa thầy. Bây giờ đã quyết định rồi, không có thay đổi, đã nói rồi bao nhiêu lần rồi là không nhắm mắt, không nhắm mắt. Nó chảy kệ nó. Vì sao bình thường ngoài mình mở mắt mà nó không chảy? Thấy chưa? Là phải chiến thắng được 7 được sụp xuống là nó đi vô cái xì, vô minh và vô tưởng. Tuyệt đối không nhắm mắt. Nhớ kỹ cái này. Bởi vì đó, bình thường á mình tỉnh táo như vậy nè. Mà mình còn bị vô minh, tham ái, chấp thủ, ngã mạn đủ thứ nó tấn công si mê, mà mình nhắm mắt lại thì nó đi vô đâu? Nó đi vô hang quỷ, nó đi vô chỗ tâm tối, nó đi vô cái chỗ mà gì? Trưởng dưỡng vô minh. Vậy nó đi vô trong cái gì? Ảo tưởng, ảo giác. Mình mở mắt gì để mà mình còn vô minh? Thì mình nhắm mắt lại thì nó vô minh vô. Nó nhân cái vô minh nó lên thêm nữa. Cho nên tuyệt đối không nhắm mắt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi đi tập thể dục mà nhận diện năm quẩn rất là hay. Không phải đợi tới lúc vô ngồi thiền mới nhận diện năm quẩn nha. Nhớ kỹ cái chỗ này nha. Tất cả chỗ, tất cả thời, tất cả lúc, tất cả nơi đều thực tập nhận diện năm quẩn hết. Cái này rất là hay. Và trong tất cả mọi chỗ đều thực hành ba pháp hết. Lúc nào cũng vậy, nó cái rõ biết trước mặt của mình nó sáng tỏ hết á. Cho nên cái nhãn thức của mình nó rất là tinh minh, nó mở rộng dữ lắm. Không có trú vô một điểm, mình trú vô hồi là nó thành tưởng. Thí dụ như cái bàn này mình nhịn hồi cái nó ra cái con này con kia. Trong cái vân gỗ á, mình trú vô một chỗ là hồi cái nó sanh ra tưởng. Cho nên nhớ là mở rộng cái tầm nhìn của mình, nhãn thức tinh minh. Rồi gì? Cảm giác toàn thân mở rộng từ cái hơi thở. Rồi sau đó là gì? Nội tâm tỉnh giác. Mình thực tập này đi, gọi là định tâm ở trên thân. Đây là cái pháp của Đức Phật dạy đó, rất vững chắc, rất là vững chắc, mình trụ rất vững, giống như cái đỉnh bằng đồng ba chân vậy, rất vững. Rồi cái tiếp theo là gì? Là khi mình nhận diện sắc quẩn thì mình thấy rõ sắc quẩn, mà khi mình nhận diện tưởng quẩn thì mình thấy rõ tưởng quẩn. Chứ tại sao đang nhận diện tưởng quẩn thì sợ mất sắc quẩn vậy? Thấy chưa? Mình nhìn nó đâu ra đó. Thí dụ như mình đang lo nhà bếp thì mình chuyên chú lo nhà bếp cho xong đi. Không lẽ mình lo nhà bếp thì không biết cái chánh điện sao rồi chạy lên cái mình không biết nhà bếp sao cái mình chạy xuống trong mình không biết trong toilet sao cái mình chạy vô, thì rốt cuộc cái nào xong, phải không? Thì cái tu mình cũng giống vậy, khi mà mình nhận diện sắc quẩn thì lúc đó mình rõ biết hết cái trạng thái sắc quẩn lúc đó nó như thế nào. Khi mình nhận diện qua tưởng quẩn thì
thì mình phải biết tưởng này hiện tại nó như là sao. Rồi mình nhận diện qua thọ, mỗi cái là mình soi sáng đó, mình tập soi sáng đó. Thì cái này xong rồi tới cái kia xong rồi tới cái nọ. Nhưng mà bây giờ đó là chúng ta đại đa số mình tu trước giờ đó là hoặc một cái hơi thở, hoặc câu Phật hiệu thôi. Cho nên mình thích cái đơn giản, nó êm ái lắm. Nó êm ái lắm. Nó nhẹ nhàng lắm. Mà chính cái êm ái nhẹ nhàng đó nó nuôi vô mình. Nó nuôi cái gì? Nó bị cột chặt ở trong một cái cảm giác lạc thọ êm êm ái ái. Đó là lạc thọ mà mình bị mà mình không biết á. Cho nên bây giờ qua tu cái này á, có nhiều huynh đệ và núi cũng chia sẻ, nói thầy ơi hồi đó con ngồi con yên có hơi thở thôi à. Hoặc là giọng khởi thì con biết giọng thôi. Mà bây giờ con phải ngồi con chỉ mặt từng thằng hoài à. Cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là hành, cái này là thức. Vậy tâm có động không? Không phải. Tại sao vậy? Tại vì cái pháp tu đó là cái pháp tu không có toàn vẹn. Cho nên nó không có đủ sức công phá phiền não. Bây giờ mình thành ví dụ rồi các huynh đệ thấy nè. Ở trong cái ngôi chùa đó, mình là người tri sự hay mình trụ trì đó, mình có trách nhiệm á. Như vậy thì mà người tri sự vậy mà lo trong nhà bếp không được không? Hay là còn phải lo chỗ khác? Phải lo chánh điện, lo phòng khách, phải không? Nếu mà có thư viện hay có giảng đường hay có tất cả mình phải coi tổng quát hết. Như vậy thì mình mới gọi là cái người tri sự khéo, người trụ trì mà giỏi chứ. Thì mình mới biết hết. Cũng vậy, ở trong tâm mình nó có thọ, tưởng, hành, thức. Thân mình nó có sắc, thì mình phải biết hết mọi ngóc ngách của nó. Cho nên hồi xưa giờ mình chỉ biết một cái rất là nhỏ. Cái hơi thở không nó đâu có đủ sức đánh phá phiền não. Có hơi thở không sao đánh phá phiền não. Cho nên bây giờ mình mới bắt đầu để mình thành, mình bắt đầu mở cái trí huệ mình ra. Để mình thấy một cách toàn diện, cho nên lúc đầu nó hơi vất vả một chút. Nhưng mà khi mình quen rồi đó thì chỉ cần mình phớt qua thôi là mình thấy rõ từng tên hết đó nha. Chứ đâu có gì đâu khó. Bây giờ mình thấy giờ như bây giờ như mình cái nhóm bạn của mình 5 người. Lúc mới vô thì mình hỏi là chị tên gì vậy? Muội tên gì vậy? Sư tỷ tên gì vậy? Phải không? À, nhưng mà mình làm việc chung với nhau chừng tháng rồi thì mình còn hỏi nữa không? Mình đi vô mình hỏi chị tên gì không? Đâu có cần hỏi nữa, mình nhìn qua cái mình biết liền rồi. Thì cái sự tu mình cũng vậy. Cái giai đoạn đầu á, mình phải chịu vất vả một chút, chịu cực tí, tại vì mình chưa có quen. À, cho nên bây giờ đó, khi mà mình đã phân biệt rõ năm quẩn rồi đó, thì lúc đó mình chỉ cần nhìn lại thôi là mình thấy tên nào hết, thấy rõ hết. Dạ, kính bạch thầy, cho con hỏi một chút ạ. À, khi con đi xe máy á, tới trường thì ví dụ như đến đèn đỏ con dừng lại, và khi mà con nhìn lên thì con thấy một người mẹ mà chở hai đứa con nhỏ mà không có đội nón bảo hiểm này nọ kia, thì con tưởng liền, con biết là mình đang quan sát, là con thấy là cái tưởng của con liền, con nói là con mới tưởng đến là cái nếu như không cái trường hợp mà không đội nón đó thì sẽ có những cái tai nạn cho đứa bé. Xong sau đó thì trong cái tâm của con nó khởi lên, có là tức là hành á, con nói trời ơi sao mẹ mà không thương con. Thương con chính là những cái lúc mà đội nón cho con, tức là thương con. Và cái thức nó, khi đó là con biết là những cái trạng thái nó đang nổi lên là tưởng, hành, và con nhận biết được nó. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì con lại không nhận thấy được cái thọ. Cho nên là con thưa thầy là trong cái giai đoạn đó thì cái thọ của con nó là như thế nào? Cho xin thầy chỉ dạy dùm. Hay chưa được phải? Thì là bây giờ lúc đó thấy rõ cái tưởng, cái suy nghĩ là cái hành, cái thức thấy rõ biết. Cái tưởng là nó với cái hành đó là nó nghĩ rằng có thể xảy ra tai nạn. Cái câu mà nói có thể xảy ra tai nạn đó là gì? Là gì? Hành. Rồi song song với cái câu nói đó nó có cái hình ảnh tai nạn nó hiện ra. Đó là gì? Tưởng. Rồi cái rõ biết được hai cái đó là gì? Thức. Bây giờ cái thọ nó ra sao? Thọ lúc đó là thọ là sao? Khổ thọ. Nó khó chịu. Khó chịu. Lo. Đây nếu mà nói cho kỹ là ưu thọ nữa. Từ từ mình sẽ học. Là cái cảm giác lo sợ, lo lắng, khó chịu. Đó là thuộc về khổ thọ. Nam Mô Di Đà Phật.
Kính bạch thầy cũng toàn thể đại chúng, thì bản thân con thì con thực hành năm uẩn là trong lúc mà con giọng chuông, là khi con biết con đảnh lễ xong ba lễ Đức Thế Tôn xong, con ngồi con đánh chuông và con biết rằng mình đang đọc lên những bài kệ hô chuông, đó là thức, nhận thức của con là con đang biết. Và khi mà con giọng tiếng chuông đó, con có cái nghĩ đến lời Đức Phật dạy là tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi ưu tối cũng đều nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thoát nẻ về. Có nghĩa rằng là con đang hành, tức là con nhớ lại cái lời Đức Phật dạy. Mà trong cái tưởng của con á, là con tưởng đến cái cõi địa ngục, là những cái cánh cửa địa ngục được mở ra, những con người mà được nhốt ở trong cái địa ngục đó đi ra ào ào. Đó là cái tưởng của con, là con nghĩ rằng người ta nghe được cái tiếng chuông đó mà cái cõi địa ngục được mở ra thì người ta được thoát. Thì trong đó trong lòng của con cảm thấy an lạc, có nghĩa là cái cảm thọ của con là vui sướng. Đó là nhận diện năm uẩn của con. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, con xin bạch với thầy là khi mà con tập thực hành theo cái bài thầy hướng dẫn, mới vào thì con ngồi, con thở một tí là bắt đầu con nhận diện năm uẩn, là sau đó là con không nhận diện năm uẩn, là con chỉ theo dõi hơi thở. Và lâu lâu trong cái thời gian đó thì có một cái vọng tưởng, một cái suy nghĩ gì đó đến, thì lúc nó đến thì con đó nói là con nghĩ là bây giờ không nghĩ gì hết, bây giờ đang ngồi là nó tự mất. Con bạch với thầy là khi mà vọng tưởng đến mình nên nghĩ để bỏ nó hay là mình giữ để mình nhận diện năm uẩn về vấn đề đó, thưa thầy? Khi mà vọng tưởng khởi lên mình phải nhận diện năm uẩn, chứ không có nói rằng thôi kệ bỏ nó qua bên, không được. Tại sao? Tại sao mình phải nhận diện năm uẩn? Tại vì năm uẩn là cái gì? Là tự thân và tự tâm của mình. Mà nếu mình không rõ thì làm sao mình tu? Như hôm trước mình Thành đã nói rồi, ở trong cái cảm giác của mình là cái chỗ cư trú của tham sân si, bản ngã, vô minh và chấp thủ. Mà nếu mình không nhìn sâu vô đó, đó thì mình không thấy nó, không thấy nó làm sao mình diệt phục được nó. Cho nên mình nói để nó bỏ qua bên thì cái này là mình không có đối diện. Mà không đối diện mà mình trốn tránh thì mình không giải quyết được vấn đề. Ví dụ bây giờ á, Mình thiếu nợ hay là mình giận một ai đó, mà bây giờ đó mình để cái giận nó qua bên đi, thì cái giận nó có hết không? Hay là cái gì thiếu nợ nó thôi đừng nhớ tới nó, nhớ nó buồn lắm, đừng nhớ tới nó nữa, thì cái nợ đó nó hết không? Hoặc là bây giờ đó là mình nhất định sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, mà nó thôi đừng nhắc tới nó, đừng nói cái đó, nó không có vui, đừng nói cái đó, mà nó có tới không? Cái chỗ này là cái chỗ mình phải thấy rõ nè. Để nếu mà bỏ qua bên được thì Đức Phật đâu có dạy quán chiếu năm uẩn. Thấy chưa? Cho nên tu Đà Hoàng là gì? Là thành tựu cái niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới. Cho nên mình tu cái này là mình tu cái Pháp của Phật đó. Mà mình niềm tin bất động đối với Pháp này thì lúc đó mình thành tựu cái trí huệ. Tại sao mình chưa muốn làm? Tại cái niềm tin mình chưa đủ vào trong cái Pháp của Đức Phật. Cái chỗ này mình thành phân tích kỹ để cơ quan để thấy cái này sâu sắc lắm. Tại sao bây giờ mình tu hoài không có kết quả? Mình chưa có thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp. Thật ra ở trong kinh Tạng Nikaya nói có một duy nhất thôi, mình nghe mình giật mình đó, là Đức Phật nói nếu mà cái người nào mà thành tựu niềm tin bất động đối với Như Lai đó, người đó dự lưu là vào cái dòng trí huệ của thánh trí. Tại sao vậy? Nếu mình tin Phật bất động, đối với cái lòng tin mình đối với Phật bất động thì cái lời dạy của Phật thì sao? Nhất định là mình phải quyết tâm thực hành. Quyết tâm thực hành, mà bây giờ cái lòng tin mình chưa đủ cho nên mình tìm vị này, mình tìm vị kia, mình tìm vị nọ, mà cái giáo pháp Phật mình để qua bên. Cái này là cái thiếu sót rất lớn. Và mình bị một cái tư tưởng
là thật là sai lầm mà phán là những cái bộ kinh Nikaya này là của tiểu thừa đó, mình bị cái tư tưởng này đó và làm cho mình đó là cách xa với thánh đạo thánh quả. Bây giờ mình thành phát hiện ra rất là quan trọng, năm bộ Nikaya là năm bộ kinh quyền quy của Phật giáo trên thế giới. Tất cả các nước trên thế giới mà ta nghiên cứu về đạo Phật á, là ta nghiên cứu năm bộ kinh đó, chứ mấy bộ kinh khác người ta không có dẫn chứng. Các huynh đệ đi xem mấy cái người nước ngoài mà ta viết về Phật học á, viết về Phật pháp là ta dẫn chứng năm bộ kinh đó thôi. Đúng về phương diện lịch sử nó là có sớm nhất. À, cho nên á, chính cái chỗ mà mình bị hiểu lầm á, mình cho rằng những kinh này là của tiểu thừa, là bắt đầu mình đi tìm càng ngày nó càng xa. Đi tìm rồi mình tìm thầy này, tìm vị kia, mình tìm ý nọ, mà trong khi cái lời của Phật mình để qua bên. Là cái chỗ này là cái chỗ mình xét lại thật là kỹ. Bây giờ mình thành phát hiện ra rằng y mỗi câu mỗi chữ trong kinh Nikaya thì các huynh đệ đó, để mà nói thành tựu cái trí huệ mà dự lưu đó ở trong tầm tay của mình á, thành tựu được nếu mình y theo trong đó. Cho nên mình thành có một cái lời gửi gắm đến tất cả tăng ni đó, nhất là trong trường Phật học mình đó, hãy để tâm vào năm bộ kinh Nikaya. Mà nếu như mình không có thời gian, mình để vào một bộ tương ưng bộ kinh là mình sẽ phát hiện ra cái trí huệ thẩm thâm của Phật ở trong đó. Và cái con đường tu á, mà để mà diệt tận tham sân si á, nó rõ giống như mình xem chỉ trong lòng bàn tay á. Để tâm vô đó học, vô đó nghiền ngẫm rồi các huynh đệ sẽ thấy rất là quan trọng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mm-hmm.